2023, năm của sự đổi mới. 2023, năm của những thành tựu. 2023, năm của những cơ hội hợp tác, chiến lược mới. 2023, năm của những dấu ấn đáng nhớ. Bệnh viện Đa khoa Phương Chi, một năm nhìn lại. Thưa tất cả các anh chị nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Phương Chi, trước thềm năm mới tôi xin được thay mặt ban giám đốc kính gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả các quý vị. Qua 3 năm hoạt động kể từ ngày 21 tháng Giêng năm 2021, bệnh viện chúng ta đã đi vào nền nếp và đạt được một số thành tựu nhất định. Chúng tôi mong rằng với sự đoàn kết của tất cả anh chị em, sự chung tay đóng góp nhiều thành tích cho bệnh viện thì là chúng tôi rất là mong trong năm 24 chúng ta sẽ đạt được những thành tích tốt hơn.
trước thềm năm mới, xin được thay mặt ban giám đốc bệnh viện Đa khoa Xuân Chi xin kính chúc các ông bà trong hội đồng thành viên kính chúc sức khỏe và vạn sự như ý. Chúc các anh chị nhân viên bệnh viện Đa khoa Xuân Chi chúng ta càng ngày càng đoàn kết, thực hiện được thắng lợi nhiều hơn nữa trong năm 2024. Xin chúc mừng năm mới.